ngờ lộ ảnh chụp báo giá quảng cáo của Nhật Lê, bạn gái cũ của Quang Hải, dân tình suýt xoa làm hot girl kiếm tiền dễ thật. Chỉ cần đăng xương xương một bức ảnh hoặc một clip theo yêu cầu của các chủ shop là Nhật Lê có thể bỏ túi từ 6 đến 8 triệu đồng một post. Từ khi được biết đến là bạn gái của cầu thủ trẻ Quang Hải, hot girl xứ Quảng Nhật Lê bắt đầu nổi đỉnh đám, sở hữu hàng trăm nghìn flow trên các nền tảng mạng xã hội. Dù vẫn đang đi học nhưng cô nàng đã được mời đi dự sự kiện, chụp mẫu ảnh, làm cả MV ca nhạc như ca sĩ chuyên nghiệp. Sau khi chia tay Quang Hải, Nhật Lê vẫn duy trì sức hút của mình bất chấp việc bị anti-fan liên tục soi mói. Tương tác trên các tài khoản Facebook, Instagram của Nhật Lê khá cao, luôn vượt mốc hơn 10.000 like và bình luận thì nhiều vô số. Chính vì vậy và nhiều shop thời trang, mỹ phẩm và thực phẩm giảm cân đều tìm đến Nhật Lê để đăng quảng cáo. Không ít người để ý rằng Nhật Lê thường xuyên đăng bài PI cho một thương hiệu giảm cân. Ngoài ra còn có cả post đăng địa chỉ bán giày, son, quần áo cho nhiều shop khác nhau từng có khoảng thời gian Nhật Lê bị chỉ trích vì hôm qua quảng cáo thuốc giảm cân, nay lại giới thiệu thuốc tăng cân, kèm theo mâu thuẫn vô lý trong bài đăng quảng cáo với hình ảnh minh họa. Thật tò mò không biết cô nàng nhận được bao nhiêu tiền cho việc PI mà đăng bài bất chấp dư luận như vậy. Thỏa mãn sự hiếu kỳ của cư dân mạng, mới đây một bức ảnh chụp được cho là tin nhắn báo giá quảng cáo của Nhật Lê đã bị dò dỉ trên mạng xã hội. Rất nhanh chóng, Bức ảnh được chia sẻ khắp nơi và trở thành tâm điểm bàn tán ồn ào bởi dòng tin nhắn báo giá PI 6 triệu trên một ảnh, 8 triệu trên một clip đến từ tài khoản có tên giống hệt Nhật Lê, kèm dấu tích xanh chính chủ nổi bật. Nhiều fan hâm mộ của nàng Hot Girl 9X tỏ ra nghi ngờ, cho rằng đó là tin nhắn giả mạo do ai đó bày ra với mục đích câu like, câu view. Tuy nhiên, việc giả mạo dấu tích xanh xác nhận tài khoản chính chủ là việc không thể. Hay ai đó rảnh rỗi đi photoshop tên nick Instagram của Nhật Lê chăng? Xoay kỹ hơn thì ai cũng thấy cuộc trò chuyện giữa Nick Nhật Lê và shop bán hàng đã diễn ra từ đầu tháng 4 năm 2020. Chẳng biết vì sao người liên hệ lại công khai tin nhắn này, tiết lộ mức giá mà bạn gái cũ Quang Hải nhận quảng cáo. So với nhiều mức phí khác thì 6-8 triệu đồng không phải là con số quá cao nhưng điều này gây tranh cãi khá lớn trong cộng đồng mạng bởi câu hỏi liệu cứ làm hot girl thì kiếm tiền dễ như vậy sao chưa cần biết sản phẩm là gì hiệu quả ra sao chỉ cần biết shop có liên hệ muốn post bài pi thì nhật lê sẵn sàng báo phí ngay không chần chừ hiện tại nhật lê vẫn chưa có công việc ổn định vài tháng gần đây ngoài việc ở nhà cách ly chính dịch thì nàng hot girl sinh năm 1999 chỉ toàn khoe ảnh đi du lịch ăn hàng sang chảnh đi tập gym shopping gặp gỡ bạn bè Cô nàng vẫn diện đồ hiệu và quần áo đẹp xinh, khiến dân tình thắc mắc Nhật Lê lấy thu nhập từ đâu để duy trì cuộc sống của mình.